Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọc. Android là một hệ điều hành cực kỳ dễ dãi, các bạn có thể cài trên mọi thiết bị từ smartwatch cho đến TV, tủ lạnh, máy giặt hay là những chiếc điện thoại quá bình thường luôn. Và hôm nay mình sẽ cho bạn thấy điều đó. Đó chính là một chiếc đồng hồ chạy Android. Cụ thể là phiên bản Android 4.4. Tuy nhiên nhá, đây là một cái mẫu đồng hồ từ rất cổ rồi. Thành ra cái hệ điều hành của nó y hệt điện thoại luôn các bạn ạ. Và mình sẽ chia sẻ với bạn về cái mẫu đồng hồ của mình, thấy rằng nó cực kỳ bá đạo. Em này mình mua mức giá chỉ là 400.000 gọi nhá. Nó sẽ có những tính năng ví dụ như là bạn nghe gọi, nhắn tin, cả những app ở trên hệ điều hành Samsung Play một cách bình thường luôn. Còn bây giờ bắt đầu rồi nhá. Và đây chính là chiếc đồng hồ Android của mình. Và như bạn thấy thì thiết kế đúng là học hỏi theo rất nhiều những cái mẫu smartwatch Apple luôn. Cụ thể chúng ta sẽ phần viền có bo cong cong một tí phần dây giống y xì đúc luôn các bạn ạ. Nói chung là em này đúng kiểu học theo Apple, nhưng mà học theo kiểu là 90% ấy. Khi mà chúng ta sẽ có cái cụm phím ở đây nha, cũng hào hào luôn. Nhưng bù lại các bạn sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có thêm cái cụm camera ở đây này. Và mặt sau làm gì có cái cảm biến nhịp tim hay cái đo gì. Nhưng tiết lộ bạn một bí mật, đó chính em này nhá. Khi bạn tháo những ốc này ra, các bạn có thể gài SIM bên dưới. Mẫu đồng hồ này nó có thể chạy SIM bình thường nhá. Nhưng mà mình thì mình lười quá, mình chưa tháo được cái này. Nhưng mà nó hỗ trợ SIM, mình sẽ giới thiệu bạn sau. Còn với các bạn thì cái mẫu đồng hồ này đúng là một cái sản phẩm nó học theo Apple Watch rất nhiều. Nhưng có một điểm ở đây, đó chính là dây này thì bạn sẽ không thay thế được nhá. Nó sẽ gắn chặt vào đây luôn, không tháo được gì cả. Đồng nghĩa việc đứt dây phát, vứt luôn các bạn ạ. Đấy, nhưng mà dù sao cái mẫu đồng hồ mình mua được ấy, những giá nó cũng khá rẻ, mua một bạn trên Facebook cùng tên mình, tên là Khôi luôn. Và cái mẫu đồng hồ này mình mua có 400.000 bạn ạ. Nhưng mà dù sao bây giờ chúng ta hãy cùng nói về những điều yếu tố khác nhá. Cụ thể các bạn sẽ có màn hình ở đây, kích thước chỉ là 2.1 inch nhá. Và các bạn thấy rằng phần viền trên, viền dưới dày, dày vãi trưởng luôn. Đúng theo kiểu là môi dày ấy các bạn. Đấy, trên dưới này như kiểu là ninja đeo cái khăn ấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến yếu tố khác. Nó sẽ có hai phím đây nhá. Thực sự là đến nay mình vẫn chưa quen với cả những cái thao tác phím này. Ok, và đây sẽ là giao diện. Những cái bộ icon của nó cũng theo kiểu Apple Watch luôn. Đúng là kiểu hàng nhái Apple Watch các bạn ạ. Thấy không? Những biểu tượng như danh bạ này, CH Play. Ui, đúng là hàng nhái có khác. Chẳng khác cái gì cả. Nhưng mà app thì là app Android. Bạn thấy kỳ lạ không? Quá kỳ lạ luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng nói về những yếu tố. Em này thì sẽ có một màn hình, phải nói là đúng theo kiểu viền vuông. Và mình ấy, mình đã search đầy đủ các loại thông tin trên mạng, nhưng mà không thể nào tra ra được những thông tin của cái mẫu đồng hồ này luôn. Thậm chí là search ở trên những trang tàu cũng không thể ra được thông tin. Đúng là bá đạo thật. Các bạn thấy không? App chậm, cực kỳ chậm luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nói về những yếu tố khác nhá. Cụ thể các bạn sẽ có camera luôn. Các bạn cáu nhỉ? Các bạn thấy không? Nó bé đến mức mà các bạn dễ dàng thao tác chạm nhầm vào máy ảnh. Mình sẽ bấm máy ảnh nhá. Ok, các bạn sẽ có một cụm camera ở bên cạnh, các bạn thấy không? Mình sẽ giơ tay. Ok, còn một cụm camera phía trước. Đấy, chất chơi người rơi luôn. Mình nhớ không nhầm thì cụm camera bên cạnh này nó sẽ có độ phân giải 5 megapixel này. Còn camera phía trước này chúng ta sẽ chỉ có độ phân giải là 2 megapixel mà thôi. Các bạn thấy không? Camera phải nói cực kỳ bá đạo luôn. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có, em này có loa ngoài được các bạn nhá, dùng để nghe gọi. Nhưng phải nói loa ở thời điểm này hiện tại phải nói là quá cùi bắp rồi. Các bạn nghe kiểu tiếng vo ve ong vẽ ấy, không có quá nhiều thông tin đâu. Và bây giờ mình sẽ cho bạn nghe. Uầy, thực ra nó đang phát nữa chứ không phải nó bị câm đâu các bạn ạ. Nhưng mà tiếng này quá bé luôn, thành ra chả nghe thấy gì cả. Còn bây giờ thì mình sẽ nói một chút về phần đó chính là cái giao diện này đi. Các bạn sẽ có CH Play đầy đủ nhá, như một chiếc điện thoại luôn. Đấy, CH Play, thậm chí các bạn có thể tải game Free Fire về. Nhưng dĩ nhiên, chơi trên này cũng mù mắt luôn. Và một trong những điều mình ghét nhất ở cái màn hình này đó gì? Các bạn sẽ phải nhập liệu trên một cái bàn phím như này này. Các bạn sẽ phải nhập liệu trên bàn phím này đấy các bạn ạ. Với ngón tay của mình bấm vào nó sai tỷ lệ ít nhất là 90%. Bấm vào 10 lần thì được một file các bạn. Bấm vào khó chịu một cách cực kỳ luôn. Phải nói là gây ức chế. Và thực sự là mình không muốn bấm, cũng như là không muốn cài đặt app trên cái này. Và mình phải dùng một cái, đó chính là cái dock này. Mình sẽ cắm vào máy tính, sau đó mình cài qua file ADB các bạn ạ, để cho một cách nhanh nhất cũng hiệu quả nhất. Nhưng mà không phải file nào cài vào cũng ăn các bạn nhá. File có file và cài vào nó bị lỗi file luôn, khắm cực kỳ. Chỉ có một số app như kiểu Zalo này, sau đó Instagram các bạn có thể cài vào mà dùng được. Nhưng mà phải nói nó khắm một cái, đó chính là khi mà bạn cài vào nhá, mình muốn nhập tài khoản cũng không nhập được, hay nhập mật khẩu vào cũng không nhập được. Bởi vì sao? Bởi vì cái giao diện này nó quá là ngố các bạn ạ. Nó ngố một cách cực kỳ luôn. Mình nhập mật khẩu vào, ối rồi ôi, mình dùng 2-3 lần, dùng 4-5 lần vẫn không nhập được mật khẩu mình. Thực sự là quá khốn nạn. Ngoài ra mình sẽ còn một số ứng dụng khác, ví dụ Instagram, bàn phím Google v.v. Nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Thậm chí YouTube Live, bấm vào
đờ luôn các bạn ạ. Nó không hỗ trợ. Đây là một điều mình thấy rằng đấy, dừng lại rồi. Hay là cái tựa game Temple Run này các bạn bấm vào phát màn hình đờ luôn. Và chính thế mình sẽ không bấm đâu nhá. Mình sẽ không bấm. Còn Zing MP3 các bạn vẫn vào được, vẫn nghe nhạc được, nhưng mà cái loa của nó thì bé bé thôi rồi, bé đừng hỏi. Thành ra mình rất bái phục bạn nào mà có đủ thính giác để nghe được cái đồng hồ này nó phát ra tiếng. Phải nói là cực kỳ bái phục luôn các bạn ạ. Đoạn app cũng chậm, chậm cực kỳ luôn. Và để giải thích cho điều tại sao nó lại chậm như thế thì mình sẽ cho bạn xem cấu hình của em này là gì. Các bạn sẽ có chip CPU ở đây, hai nhân các bạn nhá. Hai nhân MediaTek MT6572, hai nhân tiến trình 28 nanomet. Với em này thì cực kỳ là hao điện luôn, một con chip có thể gọi là gốn điện cực kỳ. Các bạn cắm sạc ấy thì các bạn dùng nhá, thậm chí chỉ được khoảng tầm 3-4 tiếng nó hết pin rồi, bởi vì em này dù sạc cũng đã cũ lắm rồi bạn ạ, thành ra chúng ta không thể đòi nhiều. Còn viên pin đây ấy cáu nhở. Và cuối cùng là về pin thì mình cũng chẳng biết em này pin dung lượng bao nhiêu nữa, tuy nhiên nó hiển thị đây là 4000mV các bạn nhá. Đấy, và các bạn thấy rằng đây là một cái đồng hồ nó quá là cũ, và các bạn mình khuyên các bạn đừng có tìm mua cái em này thì phí tiền cả. Mặc dù mức giá của nó rẻ thật có 400.000 thôi, nhưng mua em này về các bạn làm được cái gì? Xem giờ hết, thậm chí pin của nó còn hẻo. Đây là một cái sản phẩm mình thấy rằng mình mua rất phí tiền. Được cái là em này thời điểm hiện tại, được cái là em này hoàn thiện của nó cũng khá tốt đó, ở những phần viền như kim loại này. Các bạn nghe tiếng nhá. Nghe được đấy, tiếng kim loại luôn. Nói chung ở thời điểm này các bạn mua em này, đố các bạn tìm được. Nhưng phải nói, nếu bạn có tìm được cũng đừng có mua các bạn nhá. Đây là sai lầm của mình và mình chia sẻ các bạn một cái mẫu đồng hồ trên Android mà phải nói là Android cực kỳ bá đạo luôn. Bạn dùng chắc giật lag tung đít mất. Đây sẽ là một cái video mô tả sự khó chịu mình với cái đồng hồ này. Các bạn bấm vào đây, các bạn có thể đổi những mặt đồng hồ nha. Chúng ta có 1 mặt này, 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt, 5 mặt, nói chung là 6 cái gì đấy. Còn bấm vào đây nó sẽ hiển thị ra đa nhiệm, nhưng mà ở đây hiện tại mình không có đa nhiệm gì cả. Và các bạn thấy không, nó cực kỳ là cùi bắp luôn. Mình sẽ cho bạn xem hệ điều hành của nó này. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt nhá. Giao diện y hệt Android luôn. Và ở đây sẽ có phần quản lý SIM. Nhờ như mình đã nói, mình không lắp SIM, thành ra thì nó sẽ không có SIM ở đây. Chúng ta có phần quản lý cuộc gọi các thứ vân vân, như một chiếc điện thoại Android. Và như bạn thấy phiên bản Android này sẽ là phiên bản 4.4.2. Và tên của chiếc đồng hồ này Crew H5, nhưng mà các bạn tìm trên mạng thông tin không có luôn các bạn ạ. Về các bạn, ở thời điểm hiện tại thì cái mẫu đồng hồ này nó cũng không làm được nhiều nữa. Nhưng mà thực sự nói thì công nhận ngày xưa, những cái ông sản xuất Android ấy, ông có thể nhét hệ điều hành này vào mọi thiết bị luôn. Từ những cái smartphone màn hình to, màn hình bé, mẫu máy tính bảng, cho đến một cái mẫu đồng hồ như này. Và mình phải cực kỳ cố gắng lắm mới có thể gọi là nhập liệu được những cái như kiểu mật khẩu wifi này, sau đó là mật khẩu Google vân vân. Nó khó khăn vãi chưởng gọi là. Và thậm chí là những thao tác cài app ấy thì các bạn cũng sẽ phải thực hiện qua ADB. Mà những cái app của nó ấy cũng phải nói là cực kỳ là khoai mà có thể chạy được luôn. Thậm chí các bạn chơi một cái tựa game đơn giản thôi thì nó cũng gặp rất nhiều vấn đề đờ lag, bởi vì cấu hình của mày quá là cùi rồi. Nhưng mà dẫu sao phải nói là đây là một cái thiết bị công nhận họ nhét nhiều công nghệ vào thật. Camera này, sau đó là những cái yếu tố như kiểu là các bạn chơi game nghe nhạc đủ các thể loại luôn, thậm chí là SIM luôn nhá. Và bạn nghĩ sao về mẫu đồng hồ này? Tất nhiên nó sẽ không có link được các bạn nhá. Nhưng mà bạn nào mua ấy thì hãy comment bên dưới, mình sẽ phát lại cho các bạn nào. Chứ bây giờ mình chả dùng cái mẫu máy này làm gì cả, mua về làm review thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn bạn cho các video sau. Nhấn like cũng là subscribe của Tình Khuôn Ngọc nhá. Cho mình thật nhiều like và thật nhiều comment. Mình sẽ làm thêm nhiều món đồ thú vị hơn nữa cho các bạn.